Chương trình âm nhạc Vivu cùng VHU năm 2023, một sự kiện đặc biệt dành riêng cho các thí sinh là sinh viên của trường Đại học Văn Hiến. Vivu cùng VHU trở lại với sự đầu tư hoành tráng và mới mẻ hơn về quy mô tổ chức. Đây cũng là dịp để kết nối giao lưu các bạn thí sinh, sinh viên và cựu sinh viên Văn Hiến lại gần nhau hơn và lan tỏa tinh thần yêu thương, tinh thần đoàn kết thông qua chương trình giao lưu âm nhạc trẻ trung năng động. Cùng giảng viên và cựu sinh viên Văn Hiến, những cá nhân xuất sắc, trưởng thành và thành công dưới mái trường Văn Hiến, những chia sẻ của quý thầy cô, anh chị sẽ là động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần và định hướng con đường lập thân lập nghiệp trong tương lai của các bạn sinh viên Văn Hiến. Chương trình Vivu cùng VHU là một cơ hội để các bạn thí sinh của trường Đại học Văn Hiến gặp gỡ, trải nghiệm và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong khoảng thời gian mới bước chân vào môi trường đại học đầy mới mẻ, khác biệt và chuyên nghiệp hơn. Chương trình với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động, trẻ trung đến từ các khách mời: ca sĩ Tăng Duy Tân, rapper Lăng LD, ca sĩ Min, rapper Big Daddy và các cựu sinh viên của VH. Bên cạnh đó là các tiết mục biểu diễn âm nhạc, nhảy, hứa hẹn mang đến cho tất cả mọi người những giây phút thư giãn, tràn đầy niềm vui với âm thanh và ánh sáng. Đặc biệt, Vivu cùng VHU mang đến một mini game vô cùng hấp dẫn với cơ hội trúng nhiều phần quà có giá trị, đậm đà màu sắc VHU dành cho tất cả các bạn thí sinh và sinh viên tham gia tại chương trình.